hôm nay là tập đặc biệt. Chúng tôi mời tới đây hai người đàn ông và một người sẽ làm em điêu đứng. Ai vậy? Xin giới thiệu nghệ sĩ hai Anh Đức. Nghệ sĩ hai Anh Đức. Nghệ sĩ hai Anh Đức. Trời ơi, trời ơi. Và diễn viên điện ảnh Huy Sáng. Đứng đúng chỗ luôn rồi đó. Thấy là hai người đang bối rối kìa. Đâu có bối rối gì đâu. Mỗi lần gặp em là Dạ đều chửi nặng lời với em. Cái gì vậy đó? Em chả bao giờ như vậy với anh đâu. Này Giác Quan thứ 6, người ta nói ra đường gặp cặp gây lộn y răng luôn. À lúc trước nha, cái thời gian trước cũng có thời gian nào, thời gian nào? Em đừng có quan tâm tới cái thời gian đó của anh. Ừ, rồi sao? Thời gian đó đó. Đúng không? Đó. Không, không, không. Thời gian khác, sau đó. Sau đó thì em cũng có một lần đi chơi với một cô bạn gái. Ai vậy? Ai vậy? Quên mình đi. Thắc mắc gì đúng không? Quên. Em thắc mắc gì? Đúng rồi, dính dáng gì đâu thắc mắc. Ừ. Anh nhìn xuyên thấu được kiếp trước của cô đứng vị trí bên phải của anh nè. Thưa bà. Thiệt không anh? Thiệt không? Kiếp trước của là nàng chim cá. Cô mặc cái quần y chang mà nàng chim cá lúc mà nằm trên bãi biển nó xòe ra đúng không? Chắc anh có cái giác quan thứ 16, chứ không phải giác quan thứ 6 đâu nha. Không, ngay lúc đầu cũng nghĩ là bạn này rồi, nhưng mà em sợ chương trình gài. Em sợ chương trình gài. Em sợ chương trình gài. Khanh đoán hai cái nghề mà cổ đang làm, một là bán chè xin sao phụ, là mấy cái hạt xanh xanh nó đỏ trong cái ly chè xin sao phụ á đúng không? Hai nữa là cổ làm trong một cái viện nặng mụn nào đó. Cái bức tranh thì đâu có nặng ra được, cho nên cổ làm chủ tượng là cố gắng vô ngược lại. Em muốn đổi. Em nghĩ cái chỗ màu sắc đó mà. Dạ, tại vì em đâu có đi nói mi thường đâu, mà em biết cái chuyện đó. Có nghĩa là thỉnh thoảng vẫn đi rồi đó. À bữa em có chở má em đi nói mi. Má em biết thì mẹ nó không bao giờ nói mi. Mình giữ vững lập trường đi.